Làm sao biết khi nào mới thỏa mãn hả chị? Đàn bà mỗi người một khác. Chị Hà chỉ cảm thấy được khi anh Hùng mạnh bạo một chút. Mạnh bạo á? Chỉ còn một con trai thôi. Khi mang thai lên, chị cầu nguyện ngày đêm để có được đứa con trai. Nhưng khi mang thai một câu thì chị thôi không cầu nguyện nữa. Số phận đã là thế.